Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ Tám. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu diễn đọc cuốn truyện Z28 của tác giả Người Thứ Tám có nhan đề Nepal, Điệp Vụ Hoa Sen. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nepal, Điệp Vụ Hoa Sen, chương thứ 8, Thái tử Bồ Kha. Ông tướng được nhắc đến ở đây chắc là tướng Khẩu Cầm, trùm mật vụ, kẻ cầm đầu phe tạo phản thần Bắc Kinh ở Nepal. Tiếng trống ngực của Phờrôn kêu bình bịch, nặng nề và ai oán bên tai Văn Bình. Chàng kiểm soát lại sạt chơ đạn. Nó đã được ở trong tư thế sẵn sàng. Cửa nhà kho từ từ dạt sang bên. Ánh đèn ngoài sân chiếu thẳng vào nền xi măng và dãy phi cơ nhiều màu rực rỡ. Bãi đậu trồng cỏ non cắt sát rộng bằng sân túc cầu. Đèn treo lủng lẳng phía trên bằng dây cáp lớn. Hồi nãy, chỉ có mấy ngọn đèn gần cổng được bật lên, giờ đây toàn bãi sáng rực như quang cảnh những trận bóng tròn. Không phải là một mà nhiều quân xa đậu nối đuôi nhau, tất cả đều được phủ vải bạt và chở nặng. Những vỏ lốp to lớn dẹp hẳn xuống đất, binh sĩ trong công voa đều xuống xe, tốp của xe nào túc trực ngay tại xe ấy. Người chỉ huy đeo lon thiếu úy, râu ngặn trê, mặt tròn trịa như đĩa trăng rằm, bụng nở hơn ngực. Tuy chủ nhân chưa đến 40, Văn Bình bớt lo vì tên thiếu úy nửa trẻ nửa già này thuộc loại lính cậu, chuyên ăn hút từ ngày mặc binh phục đến giờ. Có lẽ chưa hề biết đánh đấm là gì. Thiếu úy chỉ huy là lính cậu thì đàn em khó có thể là thiện xạ chính hiệu. Văn Bình suy đoán trật lất vì tên thiếu úy bụng bự chưa phải là xếp lớn của đoàn công voa. Xếp lớn là một gã khổng lồ. Phải, dùng tiếng khổng lồ mới đủ miêu tả kích thước cao, rộng và dày của gã. Chiều cao xem hơn 2 mét, bề ngang gấp rưỡi Văn Bình, bề dày cũng gấp rưỡi Văn Bình. Cởi trần khoe khoang bắp thịt tay, sự đồ sộ của bờ vai, sự hùng vĩ của bộ ngực. Văn Bình ít chịu thua ai, kể cả những ông vua thể dục thẩm mỹ. Vậy mà đứng cạnh gã đàn ông 2 mét này, Văn Bình trở thành cậu bé ốm o gầy còm. Dĩ nhiên, thân thể của chàng cân đối hơn, đẹp đều hơn, được đàn bà con gái mộ điệu cưng hơn nhiều. Nhưng hắn vượt xa hơn chàng về khoản vĩ đại. Tướng Khẩu Cầm nuôi một đội cận vệ sơn nhân cao trên 2 mét. Gã khổng lồ vừa từ cam nhông cuối cùng nhảy xuống, khệnh khạng tiến tới ngưỡng cửa nhà kho, chính là một trong đám sơn nhân. Lần thứ nhất, Văn Bình giáp mặt sơn nhân. Khi hắn đến dưới vòm sáng, chàng có dịp quan sát kỹ càng hơn. Hắn không có gì là đẹp trai, mặt ngây ngô, đần độn nữa là khác. Trong cuộc đời ngang dọc, Văn Bình từng đích thân giáp mặt, hoặc nghe nói đến giống người cao to quá khổ. Chàng đã ghé trung bộ Phi Châu, mầy mò tới giang sơn của bộ lạc Tutsi, gồm toàn đàn ông cao từ 1m9 đến hơn 2m. Bộ lạc Tutsi có nước da đen ngòm như mực tàu. Họ chỉ được cái cao to, về sức khỏe không mấy đặc sắc. Các sở gián điệp từ Đông sang Tây đã đặt thành vấn đề gây nòi giống tốt, tạo một thế hệ siêu điệp viên hành động. Caribe của Soviet chú trọng tới miền núi Iran và băng tuyết Tây Bá Lợi Á. Quốc tế tình báo sở lại tới một số bộ lạc du mục Mông Cổ. Trung ương tình báo Mỹ CIA thì đổ nhiều triệu đô la vào công cuộc tìm hiểu người chân to, cao từ 2,5 m trở lên, nặng từ 250 đến 320 kg, hiện sống lén lút trong những vùng rừng rậm hoang vu dọc duyên hải Thái Bình Dương ở Mỹ và Nam Mỹ. Người chân to có quá nhiều lông, những chùm lông nâu sẫm dài gần gang tay mọc khắp người trông như khỉ đột. Gã sơn nhân đang chống nạnh nghiêng ngang trước mặt Văn Bình, không giống người Tutsi hoặc chân to. Có lẽ hắn phát xuất từ lò lai giống của tình báo sở. Nếu quả hắn từ Bắc Kinh tới, Văn Bình không thể không kiêng dè. Nhiều ngọn đèn trong nhà kho tiếp tục được vặn sáng. Bọn lính ở ngoài sân hối hả lật gỡ những tấm vải bạt dày che kín xe cam nhông. Văn Bình muốn thở phào khoan khoái. Thì ra đoàn công voa này chở xăng đến nhà kho. Chắc là một cuộc du hí sắp được tổ chức. Các thùng xăng được lăn từ cam nhông xuống sân bằng hai miếng ván nghiêng kê sát nhau.
bọn lính gây ra những tiếng ồn điếc tai. Chúng làm việc lừng khừng, lười biếng. Như thế chúng là tù khổ sai hơn là binh lính ăn lương, phú phê và có kỷ luật nghiêm minh. Tất cả có 10 thùng. Nếu chúng hết lòng, chỉ cần 10 phút là xô xuống đất rồi lăn vào trong kho, xong xuôi. Chúng rình rang gần nửa giờ mới làm được non nữa. Tên thiếu úy quát oang oang. Chúng mày hại tao. Người ta sắp bay đến nơi mà chúng mày cứ lơ tơ mơ như thế thì đến bao giờ mới hết việc. Gã sơn nhân gừ gừ một hơi dài. Dường như sơn nhân dùng tiếng gừ gừ này để biểu lộ sự bất bình. Tiếng gừ gừ của sơn nhân không khác tiếng gừ của cọp beo trong khu rừng. Tiếng gừ đói mồi làm dựng tóc gáy. Sơn nhân bước lên một bước, quăng cánh tay đại lực sĩ, chộp một chú lính đang ì à ì ạch với chúng bạn bên đống thùng sắt. Hắn hất nhẹ, chú lính bay ra bãi cỏ. Văn Bình không nghe chú lính kêu đau, cũng không thấy chú lính bỏ dậy. Có nghĩa là có thể đã bị thiệt mạng. Hừ, quăng sơ sơ một cái mà chết người. Tự dưng Văn Bình thấy ngứa ngáy châu thân, máu tự ái sôi sùng sục trong huyết quản. Chẳng muốn phóc ra thử vài chiêu với gã sơn nhân húng hách. Tên thiếu úy râu ngận tre thổi phù phù rồi nói với bọn lính. Tao năn nỉ chúng mày không nghe. Đấy chúng mày thấy chưa? Chúng mày coi thường tao, chẳng qua tao hiền, lại yếu, bây giờ còn lưng khừng nữa hay thôi. Bọn lính im thiên thít, đứa nào đứa nấy cúi gầm xuống công việc. Trong loáng mắt, các thùng xăng được kê ngay ngắn sát tường. Chúng hối hả đổ xăng vào chiếc B-Grab bằng ống bơm tay chạy điện. Văn Bình mừng thầm, thần may mắn xuất hiện đúng lúc để giúp chàng. Ba chiếc phi cơ nhẹ được đổ đầy xăng. Bọn lính còn chất nhiều thùng xăng phòng hờ trên chiếc B-Grab. Bà Hoàng du lịch này chở được 4 hành khách và nhiều đồ đoàn. Văn Bình và Phờrôn có thể sử dụng an toàn với số xăng phụ. Nó giống xe hơi Rolls-Royce, nghĩa là cái gì cũng sang trọng. Cabin được điều hòa khí hậu, máy móc tốt ngoài sức tưởng tượng. Đối với mọi loại khác, cứ bay 600 giờ, phải tháo gỡ hết các bộ phận để bảo trì tỉ mỉ. 1.000 giờ thì phải làm lại máy. Còn về phần bà Hoàng thì cứ tha hồ bay. Phi cơ cũng như người dân có thể kiểm tra hồ sơ lý lịch trong sở cảnh sát và tòa án. Nó bắt buộc phải có cuốn sổ bảo trì suốt đời. Thay một cái bù lon cũng phải ghi rõ ràng. Văn Bình từng biết những bà Hoàng phi cơ có cuốn sổ trinh bạch đến phát thèm. Trong số đó có chiếc B-Grab. Chắc đây là phi cơ riêng của quốc vương hoặc là của tướng Khẩu Cầm. Thân tàu sơn màu kaki khiêm nhượng, không mang dấu hiệu đặc biệt ngoài ngôi sao trắng ở đuôi. Tên thiếu úy nhìn đồng hồ tay. Bộ điệu cuống quýt. Hỏng bét, đến giờ phải về. Nào, chúng mày khiêng thằng khốn kiếp lên xe. Thằng khốn kiếp là tên lính chậm chạp vừa bị sơn nhân quật chết. Tên trung úy nâng bàn tay ngang mày chào sơn nhân. Từ phút này trở đi là việc của ông. Sơn nhân đáp lại bằng tiếng gừ gừ. Thì ra hắn không nói được. Điều này, Văn Bình không cho là lạ. Những kẻ cao to quá khổ thường mắc một phế tật nào đó, đặc biệt là bĩnh câm. Dường như sự tăng trưởng quá khổ làm sai lệch chức phận của các tuyến nội tiết và thần kinh hệ. Cũng có thể gã sơn nhân này là sự lai giống giữa người và khỉ đột. Và khỉ thì khó nói được tiếng người. Sự mong đợi của Văn Bình dần dà trở thành sự thật. Tên thiếu úy và bọn lính lục tục kéo nhau lên xe. Chỉ còn gã khổng lồ ở lại. Đoàn công voa rầm rộ chạy ra đường. Văn Bình thấy hai tên gác trực sẵn bên hàng rào, đóng cổng lại. Các dây đèn treo toàn ten vẫn được để nguyên không tắt. Sơn nhân kéo hai cánh cửa nhà kho nhưng không khép kín. Hắn rút điếu xì gà trộn với thuốc lá cần sa hút phì phèo, khói bay mù như ống khói tàu hỏa. Với cây xì gà gộc trên môi, cặp môi dày dữ tợn, hắn khuỳnh tay bước lui bước tới. Thoạt đầu, hắn đi đi lại lại trên khoảng nền xi măng trước dãy phi cơ. Sau đó, hắn bắt bộ đến cuối nhà kho rồi từ từ đi bọc hậu về hướng của Văn Bình và Phờrôn đang núp. Văn Bình chưa nghĩ ra cách đối đầu thì gã sơn nhân đã cống hiến cơ may cho chàng. Chàng dặn Phờrôn. Trong khi hắn quần thảo với tôi, anh ráng hầm nóng máy bay chiếc B-Grab. Còn vấn đề cầm lái, thú thật với anh tôi mới biết điều khiển loại nhỏ. Đừng lo, tôi sẽ làm tài xế cho anh, miễn hồ tôi không bị sơn nhân đánh chết. Văn Bình chấm câu bằng nụ cười dí dỏm. Phờrôn không dám hỏi nữa, vì gót giày của sơn nhân đã tới gần. Hắn nhận giày vải thô, đế cờ rếp mà bước đi còn gây chuyển động. Giá giày đế da thì không biết còn ầm ĩ tới đâu. Sơn nhân còn cách đống bao xi măng khoảng 10 mét. Trong khoảng xa này, hắn có thể nhìn thấy hai người rất rõ ràng. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy. Có lẽ hắn chỉ ngờ một bề. Thái độ khinh khỉnh ngạo nghễ coi trời bằng vung. Từ nãy đến giờ, Văn Bình không bỏ qua cử chỉ nào của sơn nhân. Hắn ưu thế về kích thước, song về nhanh nhẹn,
thì chưa thể so sánh với chàng. Chậm chạp vốn là sở đoản cố hữu của kẻ ăn no vác nặng. Văn Bình hết ngực Phờrôn, chạy ra đi. Bản tâm của chàng là những mồi sơn nhân. Thấy Phờrôn chắc hắn sẽ ào tới. Thừa cơ hắn vô ý, chàng sẽ hạ độc thủ. Phờrôn băng mình khỏi chỗ núp. Ông ta giả vờ khựng lại khi thấy sơn nhân. Văn Bình đã tính lầm phản ứng của địch. Sơn nhân không hối hả chạy tới mục tiêu. Hắn bước xéo sang bên để tầm mắt quét một diện tích rộng hơn. Hai chân rùn thấp trong tư thế chờ đợi và chuẩn bị kiên cố. Té ra, sơn nhân là dân thầy trong nghề đấm đá. Hắn giữ thế thủ khôn ngoan như mọi võ sĩ khôn ngoan khác. Điều này khiến Văn Bình không thể khai thác yếu tố bất thần như chàng đã dự định. Chàng đành xuất đầu lộ diện. Chàng lừ lừ tiến ra. Sơn nhân vẫn không thay đổi thế tấn. Lại gần, Văn Bình mới thấy cặp mắt khác thường của hắn thật lớn, thật dài. Đuôi mắt vĩnh và xếp, tròng đen nhỏ xíu, chìm ngập trong tròng trắng. Lông mày rậm rạp phủ úp xuống mắt, làm nền trắng của tròng mắt lại càng trắng thêm. Một màu trắng gớm ghiếc và tàn bạo. Đại tá Phờrôn đã vọt lên phi cơ. Tiếng đềm a rơ ròn rã. Sơn nhân không quay đầu lại. Hắn đã hiểu kế hoạch đưa hổ ly sơn của Văn Bình. Như hồi nãy, hắn quăng vỡ sọ tên lính lười biếng. Sơn nhân cất tiếng gừ gừ. Văn Bình cũng gừ gừ theo, với chủ đích là trêu tức hắn. Sơn nhân vung cánh tay trái, phập xuống đầu chàng. Văn Bình vận kình đỡ đòn. Nếu không sử dụng nội công, có lẽ chàng đã té gục, xương thịt vụn nát ngay từ phút đầu. Sức mạnh của sơn nhân là sức mạnh thiên bẩm của người cân nặng hơn 100 kg, cộng với sức mạnh thủ đắc bằng sự rèn luyện, kiên nhẫn và đúng phép. Sơn nhân có vẻ ngạc nhiên khi thấy Văn Bình chịu nổi ngón đòn sấm sét của mình mà khuôn mặt không đổi sắc. Điều này chứng tỏ từ trước đến giờ sơn nhân chưa hề gặp đối thủ ngang ngửa. Hắn gừ gừ to hơn. Và lần này chập hai cánh tay là một, chém chết góc 45 độ. Văn Bình vụt ra ngoài tầm cú đánh ác liệt của sơn nhân và nhanh như chim cắt chàng luồn ra sau lưng hắn. Hắn hụt đòn, chiêu thức vũ bão rớt nhầm cái bàn gỗ kê gần đống bao xi măng. Bàn này là nơi công nhân sửa chữa những đồ vặt vãnh, là một phiến gỗ dày, chặt bằng búa bén, may ra mới bị trầy. Mặt bàn bị chẻ đôi, ngược chiều với thứ gỗ. Chặt vỡ mặt bàn bằng gỗ dày và cứng không phải là chuyện đội đá vá trời. Nhiều võ sĩ karate đã làm được, trong số đó có chàng. Tuy nhiên, không phải vô địch karate nào cũng chẻ được mặt bàn ngược chiều với thứ gỗ. Muốn vậy, sống bàn tay phải toát ra một sức chém đặc biệt, như sức chém của dao rừng chẻ tre, như sức chém của kiếm báu. Vẫn biết sơn nhân khó có thể chém chàng đứt làm hai khúc như chém phiến gỗ. Nhưng về phần chàng thì kế hoạch triệt hạ hắn trở nên gay go không kém. Không nhiều thì ít, chàng có thể bị thương. Nếu cuộc quần thảo kéo dài, để chiếm thượng phong, chàng phải sử dụng độc thủ. Trước hết, Văn Bình phải thử nghiệm khả năng chịu đòn của sơn nhân. Từ phía sau, chàng quất Atemi vào mạng sườn hắn, đồng thời bồi thêm đòn cùi trỏ giữa xương sống. Chàng đã dùng lực tối đa. Nếu là địch thủ nào khác thì đã bị đầu ván. Đằng này, sơn nhân vẫn phây phây. Tài ba, Atemi độc nhất vô nhị của chàng chỉ đủ làm sơn nhân nhăn mặt suýt xoa. Văn Bình liền bước lùi. Trí khôn của sơn nhân là trí khôn của con voi to xác. Chàng lừa hắn rượt theo để thi thố món đà đao. Da thịt sơn nhân cứng như được bọc thiết giáp. Ngoại trừ thất khiếu, miệng, mũi, lỗ tai hắn tương đối được bảo vệ kiên cố hơn cặp mắt. Văn Bình nhận thấy cặp mắt tràn đầy trong trắng của hắn là vị trí không được hưởng sự bất khả xâm phạm. Món đà đao của chàng xưa như trái đất. Hắn rượt theo, chàng chờ hắn đến sát, sẽ hoàn người thọc đầu ngón tay vào nhãn huyệt. Bước lùi đến gần tường, Văn Bình giả đò tháo chạy. Sơn nhân gừ gừ một cách thống khoái. Tiếng gừ gừ thật lớn nhưng đã bị tiếng máy nổ che khuất. Phờrôn đã cho máy chạy đều. Chỉ cần ít phút nữa, phi cơ có thể rời bãi, bốc lên không mù mịt thoát khỏi Kathmandu. Chân của sơn nhân dài gấp rưỡi, nên trong nháy mắt đã bắt kịp Văn Bình. Cơ hội rình rập đã đến, chàng xoay mình 180 độ. Mỗi ngón trỏ của chàng đâm mạnh như mũi dùi sắt vào một con mắt của sơn nhân. Đặc điểm của con mắt tròng trắng ghê rợn này là sự hiện diện của một nốt ruồi đen. Nốt ruồi đen trong mắt được gọi là nhật trí. Phụ nữ có nốt ruồi nhật trí theo tướng diện là phụ nữ đa dâm hoặc đa sầu đa cảm. Cuộc đời trôi qua trong chuỗi tang tóc và sầu khổ bất tận. Đối với con nhà võ thì nốt ruồi trong mắt chứa đựng một ý nghĩa khác. Nốt ruồi này có thể mọc ở bất cứ chỗ nào trong mắt, song tối kỵ ở đuôi mắt và đầu mắt.
gần sống mũi. Nơi đó là đầu mút của hai nhãn huyệt, theo thứ tự từ ngoài vào trong là huyệt đồng tử liêu và huyệt tinh minh. Một trong hai huyệt này trúng đòn, mắt sẽ bị mù tức khắc. Không những thế, nạn nhân sẽ còn bị mê man vì mạch máu trong óc bị bể. Ụp một tiếng, Văn Bình đã canh đòn chính xác, không sai nửa milimét. Không dè bị hạ độc thủ, Sơn Nhân khơi khơi sấn tới khiến cả hai mắt đều bị trúng đòn. Hắn rú lên một tiếng dài thê thảm. Tiếng rống của con sư tử bị thợ săn lừa bắn trọng thương. Ngón tay chỉ công của Văn Bình thọc chưa đủ sâu, do đó đôi mắt Sơn Nhân tuy bị hư nhưng não bộ của hắn vẫn còn nguyên. Máu đỏ trào ra khỏi mắt, Sơn Nhân loạng choạng một giây đồng hồ, hai tay quờ quạng khoảng không trước khi cất tiếng rống tuyệt vọng. Nhà kho rộng mênh mông, trần cao vút, vắt gỗ hút âm thanh, vậy mà tiếng dội của nó vẫn làm mọi vật rung chuyển. Nền xi măng khật khừ như đang nổi trận động đất, những chiếc chô đeo đậu gần đó phải lắc lư. Sơn Nhân bị mù mắt nhưng chưa bất tỉnh. Sức khỏe di sơn hải đảo của hắn được gia tăng tột độ. Hắn vung quyền loạn xạ, Văn Bình nhanh chân thụp xuống ép vào tường. Trong cơn điên loạn, Sơn Nhân tông đầu vào dàn bắn đáp của chiếc sứ thần, loại 3 chỗ ngồi, động cơ 100 mã lực khá nặng. Chiếc phi cơ kết xù bị đẩy bắn ra xa, nhào nghiêng vào mui một nạn nhân khác. Hai phi cơ đổ lăn đè chặt lên nhau, gãy cánh, đứt đuôi, văng lốp, dụng cụ điều khiển máy bay tứ tán, cùng miếng kim khí và kính vụn. Văn Bình co giò thoát về phía đậu chiếc B-Grab. Bên trên có Phờ-rôn đã nổ máy ngồi chờ. Những tiếng động kinh thiên động địa trong nhà kho đã câu hút sự hiện diện của hai tên lính gác ngoài cổng. Chúng chĩa súng lên trời và bắn đi đoàn. Chúng tưởng nhà kho bị nổ, sắp phát hỏa, nên cả hai chỉ nổ súng báo động, không dám vào tận nơi tìm hiểu. Phờ-rôn nhường ghế hoa tiêu cho Văn Bình, chàng quan sát dãy đồng hồ trước mặt. Động cơ chưa đủ sức bốc, chàng có thể chạy ra bãi và cất cánh. Loại máy bay du lịch bé hạt tiêu này dư khả năng cất cánh trên một diện tích hẹp ngắn. Từ nơi đậu phi cơ ra cổng gần 100 mét, bọn gác khó lòng bắn trúng phi cơ. Ngược lại, chàng lại có thể bắn trúng vọng gác. Văn Bình đặt khẩu tiểu liên lên thành cửa. Chàng loáng thoáng thấy hai tên lính thấp nhỏ. Văn Bình bắn luôn nửa sạch giữa đạn. Hai tên lính quay tít trên cỏ, tiếng đi đoàn hoảng hốt của chúng câm tịt. Nơi góc nhà kho dưới ánh đèn vàng, Sơn Nhân vẫn tiếp tục đập phá. Văn Bình giơ súng rồi hạ xuống. Phờ-rôn hỏi, tại sao anh không bắn? Văn Bình xả ga không đáp. Chiếc B-Grab lăn bắn ra sân. Nó vừa đến bìa sân thì một phía của nhà kho bị sập. Chắc Sơn Nhân đã húc vào một bức tường bên hông. Tiếp theo đó là nhiều tiếng nổ lạ. Văn Bình điều khiển cho phi cơ rời mặt đất. Không gian đen xỉ, trên cao lấp lánh những ngôi sao lạc lõng, vầng trăng dẫn lối lùi trốn đâu mất. Sau lưng rừng rậm đen xì, trước mặt là vách núi Hy Mã Lạp Sơn đen xì với những vành tuyết trắng trên đỉnh vòi vọi. Phờ-rôn lẩm bẩm, cháy, tại sao lại cháy anh nhỉ? Những lưỡi đỏ đỏ hỏn từ mái nhà kho vụt cao phân tỏa ra mọi phía. Đám cháy lớn sắp xảy ra. Văn Bình đã đoán được nguyên nhân. Sơn Nhân vớ nhầm khẩu súng bóp cò lung tung và chỉ cần một viên đạn xuyên qua thùng xăng là tất cả sẽ tan thành tro than. Phi cơ là bay trên đầu ngọn cây, nương theo những cánh rừng bất tận về hướng nam. Phía bắc Kathmandu là Tây Tạng và Trung Cộng Quốc tế Tình báo Sở. Nếu bay lên phía bắc là tự trói chân tay vào đất chết. Nếu không chết trong ngục tù của địch thì cũng chết trên những mỏm cao mà phi cơ ít có hy vọng vượt qua an toàn. Hướng nam là Ấn Độ với rặng núi hiểm trở, sông thấp hơn và kém gay go hơn. Trong chốc lát, đám cháy khổng lồ kèm theo những tiếng nổ liên tu bất tận, chỉ còn là một vùng đỏ nhạt. Hai người không còn nghe âm thanh ì ầm nữa, vạn vật mỗi lúc một thêm im lặng. Văn Bình chú tâm vào việc điều khiển phi cơ, mặc dầu sự bận bịu thái quá này không tỏ ra cần thiết. Phi cơ ngày nay an toàn gấp 4 lần xe hơi, động cơ của nó gồm 2 hệ thống điện, trong khi xe hơi chỉ có 1. Cần lái tự động làm hoa tiêu rảnh rỗi trong khi tài xế trên xa lộ phải luôn luôn nắm giữ vô lăng giữa đám xe cộ đông nghẹt 2 chiều. Dường như Văn Bình kín miệng để suy nghĩ, đại tá Phờ-rôn tướng Z-28 lo lắng nên cũng im lặng. Không lo lắng sao được vì phi cơ sắp bay qua núi, chưa quen lộ trình lại bay một mình, thiếu sự hướng đạo của đài kiểm soát, hoàn toàn mù tịt về điều kiện khí tượng. Văn Bình có thể đâm vào vách núi bất cứ lúc nào, và đâm vào núi là tan xương nát thịt. Chưa hết, đang còn những ổ súng của tướng Khẩu Cầm, bao nhiêu ụ cao xạ phòng không, bao nhiêu dàn đại liên, Phờ-rôn không biết.
Văn Bình cũng không biết. Phờ Rôn đã lầm, Văn Bình nín thinh không phải là vì sự lo lắng. Phờ Rôn không hiểu Dắt 28 là con người của biển rộng trời cao, ngồi trước cần lái, chàng đã quên hết. Chung quanh chàng, trong lòng chàng tất cả chỉ còn là vũ trụ bao la, và trong khoảng không không sắc sắc vô bờ bến ấy, bỗng nổi bật hình dáng yêu kiều của một người đàn bà đẹp. Phi cơ chui qua lớp mây thấp và lên tới độ cao cần thiết, trăng ở đây sáng hơn nhiều. Nhà khoa học lừng danh Lamarck nhận định rằng mây trên trời mang hồn như người, nó được sinh ra khôn lớn và chết như người. Mây được phân loại, mỗi thứ khoác một hình dạng khác nhau, thứ thì như cây bông súp lơ, thứ thì như cây nấm, thứ thì như đàn cừu nhịp bước. Một số phi công và khoa học gia lại thấy mây có hình dạng người đàn bà. Đàn bà như mây, mới đó đẹp tuyệt vời, đẹp hơn những bức danh họa muôn thuở, phút chốc đã tan biến thành khói, nhập vào hư vô. Và hết, đàn bà như mây, trẻ quá không tốt, lớn tuổi quá cũng không tốt. Con gái thơ ngây như mây, ở độ thấp nhất 300 mét, được bản đồ khí tượng tô màu cho đỏ chói và màu cam, chuyên gây ra bão tố. Mây này màu đỏ và màu cam rực rỡ, nhưng coi chừng, mặt dưới của nó khung lại như cái đe màu đen, đen xì, lên cao hơn nữa, nàng mây vẫn còn hăm dọa, song dịu hiền hơn, vì thế bản đồ khí tượng tô màu tím. Cao trên 10.000 mét lững lơ, mây trắng kỳ diệu, màu xanh của hy vọng, màu trắng của sự thủy chung trong sạch, không nên lên cao hơn vì ở độ cao này ngự trị màu đen, thoát tục, màu đen của năm tháng không bao giờ trở lại. Phi cơ đã ra khỏi vùng trời Kathmandu. Trái với dự đoán, các ụ cao xạ trên núi hoàn toàn im tiếng. Có lẽ tổng hành doanh của tướng Khẩu Cầm được báo cáo chậm. Vụ hỏa hoạn không nằm trong kế hoạch hành động. Vụ hỏa hoạn không nằm trong kế hoạch hành động của Văn Bình tình cờ giúp chàng đắc lực. Dãy phi cơ bị mắc kẹt trong ngôi nhà đổ sụp và thành biển lửa. Không ai biết mất chiếc Beecraft. Có lẽ sở mật vụ chỉ được trường bay Gosa báo tin có phi cơ lạ. Văn Bình đóng chặt máy vô tuyến. Họ chỉ có thể theo dõi chàng trên màn radar. Nepal chưa có hệ thống radar tân tiến. Dù sao, chàng cũng cố tình bay thật thấp để tránh radar. Con đường Văn Bình chọn không lấy gì làm xa, trên dưới 300 cây số. Bên kia biên giới là tiểu bang Pradesh của Ấn Độ. Phờ Rôn sẽ liên lạc, tìm kiếm phương tiện vận chuyển về thủ đô Tân Delhi, rồi từ đó đi Tích Lan. Nếu thuận buồm xuôi gió, khoảng cách 300 cây số được thanh toán trong vòng 1 giờ. Tuy nhiên, đó lại là đoạn đường hóc búa nhất. Trên khắp Nepal, nó là vùng ít núi, nhiều đồng bằng. Dọc đường chi chít thị trấn, xe hơi và tàu hỏa đều chạy qua. Ngày cũng như đêm, hãng chuyên chở quốc doanh chạy xe buýt rần rần. Đối thủ đáng sợ của Văn Bình chính là phi cơ thương mại. Những chiếc DC-3 có thể từ hai phi trường bay lên chặn đầu hoặc mật vụ sử dụng F-27, loại phi cơ nhẹ thường chở du khách bay viếng Hy Mã Lạp Sơn để cản đường chiếc Beecraft đào nạn. Đến phút này, Văn Bình và Phờ Rôn vẫn yên ổn như bàn thạch. Cách Kathmandu 90 cây số là Daman. Văn Bình bay lên thật cao, chàng bay lệch về hướng đông, vì nếu tiếp tục đường thẳng sẽ qua rừng Chitwan, một trong những thắng cảnh làm du khách bồi hồi chiêm ngưỡng. Văn Bình khoái Chitwan, đành là rừng này đẹp, hoa nở quanh năm như lạc chốn Bồng Lai, nhưng nguyên nhân kín đáo khiến chàng có thiện cảm sâu đậm là do các con tê giác một sừng và giống cá sấu ở đó. Trong rừng Chitwan, sinh sống một giống tê ngu mà lục phủ ngũ tạng được phơi khô, tán nhỏ, có thể dùng làm thuốc trợ tình, trường sinh bất lão. Gần đó là dòng sông Nara, túi mật của cá sấu lúc nhúc dưới sông cũng có dược tính trợ tình. Báo hại các thợ săn quốc tế đổ xô tới đây liều mạng với vắt, mũi, bệnh sốt rét, kiết lỵ, thương hàn và hàng chục thứ bệnh ác ôn khác để bắn cá sấu cái. Xa xa hơn nữa, về phía tây là Lumbini, nơi sản sinh Đức Phật, tạo hóa thật oái oăm, nơi có tê ngu và cá sấu giúp loài người tham sân si hưởng lạc, lại cũng là nơi chào đời của bậc đại hiền, dẫn dắt loài người rời bỏ bến mê, gác nhịn thú vui vật chất. Văn Bình nhìn đồng hồ tay, đối chiếu với các đồng hồ kiểm soát trên táp lô và những chấm đỏ bằng bút chì mở trên bản đồ Nepal trải rộng nằm trên đùi Phờ Rôn. Nếu chàng tính không lầm, hai người đã vừa qua thị trấn cuối cùng trước khi đến biên giới. Đây cũng là thị trấn cuối cùng có sân bay. Phờ Rôn ngẩng đầu. Mình sắp đến Ấn Độ. Văn Bình trầm ngâm, bay dọc đường cái độ 10 phút. Con lộ này xuyên qua tiểu bang Bihar. Mình còn đủ xăng ghé qua thủ đô Patna của tiểu bang. Anh sợ lạc không dám bay theo đường cái. Lạc thì không. Tôi luôn luôn lấy trục lộ làm chuẩn. Vấn đề lạc đường chỉ xảy ra trong trường hợp gặp bão. Văn Bình vừa nói xong lại cúi quan sát những cây kim đồng hồ trước mặt.
chiếc B-Grab bề thế bỗng dưng lạng trái. Điều Văn Bình e ngại đang trở thành sự thật. Vì khi không, trời làm chương trình thoát hiểm của hai người bị thay đổi hoàn toàn. Khi không, gió thổi thật mạnh. Chàng không mở máy vô tuyến nên không nghe được những bản tin khí tượng đặc biệt. Hy Mã Lạp Sơn là vùng giông bão bất thần, đang yên, đang đẹp. Bất thần mưa trút nước ào ào hoặc sấm sét thần kinh quỷ khiếp. Bà hàng B-Grab là một công trình cơ khí tuyệt xảo, bay xa và bay hoài động cơ không hề thấm mệt. Nhưng sự tuyệt xảo này chỉ áp dụng cho loài người, và loài người thì không thể đối đầu với tạo hóa. Giông bão của tạo hóa đã biến chiếc phi cơ du lịch kiên cố thành con diều giấy mảnh khảnh và bất lực. Tài năng và kinh nghiệm phi hành của Văn Bình cũng trở nên xa xỉ phẩm vô ích. Chàng không thể lách chiếc B-Grab vạn thắng khỏi tầm hoàn hành của giông bão. Tốc độ phi cơ tăng gần gấp đôi, Văn Bình nhủ thầm, lạy trời cho nó đừng bay nhanh hơn nữa, vì nó không chịu nổi sức nhanh của 1.000 cây số và sẽ tan nát như hộp diêm bị nghiến dưới cây búa tạ. May cho hai người, chiếc B-Grab không bị cuốn kéo vào tâm bão. Nó vẫn quay cuồng nhưng sức nhanh đã giảm bớt. Bầu trời đen ngòm như dĩa mực tàu, trăng sao đều bị chìm lấp, đèn xanh trên táp lô vẫn còn sáng. Văn Bình liếc bạn, Phờ Rôn dán chặt lưng vào ghế, môi hơi mấp máy. Văn Bình không nghe được ông ta nói gì, song chàng có cảm tưởng rõ rệt, Phờ Rôn đang cầu nguyện. Cũng như chàng, Phờ Rôn đang cầu nguyện. Lạy trời, phi cơ muốn bay đi đâu thì bay, miễn hồ đừng bay lùi hoặc bay về hướng đông nam để chạm núi. Sau lưng là núi, hướng đông là núi. Rặng Hy Mã Lạp Sơn ác ôn bé bỏng gì cho cam. Nó là khối đá lớn nhất trên trái đất, nằm dài 2.700 cây số, trải rộng 350 cây số, án ngữ giữa Ấn Độ và Tây Tạng, nghĩa là phi cơ có thể chạm núi bất cứ lúc nào, trừ khi nó bay đúng đường về hướng tây nam. Văn Bình và Phờ Rôn không thể biết khi ấy chiếc B-Grab không còn ở lộ trình tây nam nữa. Nó bay lùi rồi lao về phía mặt trời, rồi lượn vòng tròn, cuối cùng nó phóng đến một thị trấn dưới chân núi Hy Mã, đó là Đắc Di Linh. Đắc Di Linh là một tiểu trấn nằm ngay trên biên giới Ấn Độ và Nepal. Nó cọ vai với tiểu bang ngàn lẻ một đêm Assam. Nó là láng giềng gần gũi của hai vương quốc Sikkim và Bhutan kỳ lạ, và ở sát đông bộ Hồi Quốc. Nó là vị trí chiến lược nên không thể thiếu mặt các điệp viên quốc tế, trong số có quốc tế tình báo sở và mật vụ của tướng Khẩu Cầm. Giông bão nổi lên đột ngột và tan biến cũng đột ngột. Trời bỗng quang, mây rạc thật đột ngột. Dần dà Văn Bình đã lấy lại quyền kiểm soát phi cơ. Khốn nỗi cơn giận dữ của vũ trụ nguôi ngoài thì cơn giận của máy móc bắt đầu. Động cơ độc nhất của bà Hoàng B-Grab, động cơ không bao giờ bị hư, đột ngột, nghẽn tắc. Với trớn sẵn có, phi cơ còn có thể bay thêm vài chục cây số nữa. Trời gần sáng thì Văn Bình hạ cánh. Chàng toát mồ hôi tuy gió lạnh buốt xương. Ngay bên tay trái chàng là núi, cao ngất, núi đen núi trắng lẫn lộn. Chết rồi, chết thật rồi. Chàng tưởng đã giã từ được Hy Mã Lạp Sơn, ai ngờ lái máy bay qua một đêm, trải qua nhiều giờ vật lộn với tử thần, thì rặng núi Hy Mã Lạp Sơn, đồng nghĩa của tử thần, vẫn lù lù trong gang tấc. Chết đến nơi rồi, anh Z-28 ơi. Đại tá Phờ Rôn thốt lên một tiếng tuyệt vọng. Quý vị vừa lắng nghe chương 8 của cuốn truyện Điệp Vụ Hoa Sen. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.